Mất bò rồi các bạn đừng lo làm chuồng nữa, mất iPhone rồi thì khỏi đi tìm luôn. Hôm nay mình các bạn một cái tính năng cài đặt sẵn trên máy để ví dụ các bạn có mất điện thoại thì vẫn có thể tìm được kể cả khi bị tắt nguồn rồi. Hãy nhớ thả tim và follow True Smart nha. Đầu tiên các bạn ấn vào cài đặt giúp mình này, rồi chọn ngay phần đầu luôn. Đây, ấn vào. Ở dưới này các bạn ấn vào cái tìm giúp mình nhá, ấn vào nhá. Ở đây các bạn tưởng là không có gì không, nhưng mà nó có gì đấy. Ấn vào đây giúp mình. Rồi ở đây chúng ta sẽ có mạng tìm và gửi vị trí sau cùng, các bạn bật hết lên giúp mình nhé. Bật hai cái này thì đầu tiên là chính là ví dụ máy của bạn không có kết nối mạng này, hoặc là bị tắt nguồn rồi thì máy của bạn nó sẽ biến thành một cái etag, có thể là gửi lại vị trí của nó kể cả khi tắt nguồn cũng như là không có mạng. Và cuối cùng là khi mà máy của bạn đã hết sạch pin rồi, nó không còn hoạt động được nữa, thì nó cũng sẽ gửi cái vị trí sau cùng này cho máy của bạn nếu các bạn muốn tìm nó nhé. Cực kỳ hay luôn. Và tất nhiên đây là cách xây chuồng trước khi mất bò rồi, anh em hãy làm ngay nhá.